Nếu các bạn đang có nhu cầu mua một bộ điều hòa có chất lượng ổn, tiết kiệm điện và giá phải chăng thì Casper là một sự lựa chọn rất đáng quan tâm. Ví dụ đây tôi đang quay bộ điều hòa được hiểu là công suất một mã lực của thương hiệu Casper, một thương hiệu điều hòa tới từ Thái Lan. Nhưng chính xác thì công suất thiết kế của nó lên đến 9.500 BTU, thiết kế thừa tiêu chuẩn, vậy là nó làm lạnh rất là khỏe và khả năng tiết kiệm điện cũng khá hoàn hảo trong tầm giá. Nói chung điều hòa inverter mà giá chỉ tầm loanh quanh tầm 5 triệu thì tiết kiệm điện 5 sao là ổn rồi. Ngoài ra thì hình thức của nó thì cả cục nóng và cục lạnh đều rất đẹp. Đây là cục nóng các bạn đang nhìn đây. Còn dàn lạnh đây ạ. Dàn lạnh thiết kế rất là tinh tế và thanh thoát. Tôi giới thiệu với các bạn đây là cái cải tiến của thế hệ mới điều hòa Casper. Nó thiết kế cái cánh tản nhiệt gồm hàng nghìn lỗ thủng như thế này để giúp cho cái gió lạnh thổi ra nó được chia nhỏ giống như cái vòi tắm hoa sen ấy ạ. Và hãng đang truyền thông là khí mềm siêu e, cái gió lạnh nó thổi ra nó tránh cái cảm giác rét buốt và nó chia nhỏ ra thì giúp cho nó đều hơn và đồng nhất hơn. Toàn bộ máy thì được bảo hành tới 3 năm. Riêng cái điều khiển đây này cũng được bảo hành 1 năm. Và động cơ thì bảo hành lên tới 12 năm. Đây tôi mở một chút các bạn sẽ thấy ở cái bên trong của cái dàn lạnh điều hòa. Đó. Trông rất là dày dặn chắc chắn và được sơn phủ một lớp chống ăn mòn màu vàng. Còn đây là cục nóng. Trên thị trường các bạn biết là phổ biến các thương hiệu điều hòa thì cái dàn nóng ngoài trời thì thường trang bị là ống đồng. Nhưng cái cánh giải nhiệt này này thì đã bằng chất liệu nhôm, có thể là mạ kẽm hoặc mạ lớp chống ăn mòn đúng không ạ? Đây, ví dụ đây tôi đang quay bộ điều hòa Panasonic có giá đắt gần gấp đôi. Thì là các cái lá tản nhiệt bằng chất liệu nhôm và mạ chống ăn mòn. Đó. Nhôm thì cái hệ số dẫn nhiệt của nó chỉ dừng lại ở 237. Còn đồng là hệ số dẫn nhiệt là 380. Vì vậy đồng có khả năng giải nhiệt tốt hơn nhôm. Tôi nói cụ thể hơn này. Khi điều hòa hoạt động thì cái môi chất lạnh nó bị máy nén nén với áp suất cao ở trong cái lõi các cái lõi ống đồng này. Vậy là làm cho cái ống đồng nóng lên. Và các cái cánh tản nhiệt này này thì nó được hàn vào cái lõi này. Và khi mà đồng nó có hệ số dẫn nhiệt cao gấp 1,6 lần nhôm thì tức là nó sẽ dẫn nhiệt từ cái ống đồng này ra cái bản có diện tích rộng hơn, tiết diện rộng hơn. Thì đấy chính là cái khả năng giải nhiệt. Còn cái quạt nó sẽ hút không khí và giải nhiệt bằng không khí. Đó, trên bề mặt rộng. Vì vậy là đồng nó sẽ có cái khả năng giải nhiệt tốt hơn nhôm. Nhưng tuy nhiên tại sao những cái thương hiệu điều hòa phổ biến lại thường sản xuất cái cánh tản nhiệt này bằng nhôm? Bởi vì nhôm nó rẻ hơn đồng khoảng 3,75 lần. Cụ thể là giá đồng là 9.600 đô một tấn, nhưng giá nhôm là 2.560. Trong khi khối lượng riêng của đồng là 8,96 gram trên cm khối, còn khối lượng riêng của nhôm chỉ là 2,70. Vậy là cùng một cái cánh tản nhiệt, nếu có cùng cái độ dày và bản rộng như nhau, thì giá vật liệu của đồng sẽ cao hơn là 3,75 x 3,3 bằng 12,45 lần. Đó, còn tôi chính xác thì tôi không biết tại sao là các hãng lại sản xuất, phổ biến là sản xuất cái cánh tản nhiệt bằng nhôm. Nhưng tuy nhiên cái thương hiệu Casper này, đại diện của hãng truyền thông 100% dàn phun đồng bao gồm các ống dẫn ga bằng đồng và cái cánh tản nhiệt cũng bằng đồng. Đây tôi đang quay trực tiếp. Và nếu các bạn muốn tìm hiểu kỹ hơn thì trên kênh YouTube của hãng đã có một cái đoạn video là Mr. Trường, giám đốc bảo hành của thương hiệu Casper đã mài và lấy cái kìm vặn cái này ra, nó vàng chóe rồi. Đấy, hãng nó đã truyền thông là cái dàn ống này bằng đồng, cánh lá tản nhiệt này bằng đồng và mạ một lớp chống ăn mòn màu vàng. Đó. Thì đấy là những cái điều đặc trưng, đặc biệt, rất đặc biệt của điều hòa Casper. Tuy khá rẻ nhưng mà cũng có những cái mà rất đáng để lựa chọn. Ngoài ra có một thứ nữa đây. Các bạn có nhìn thấy cái quạt giải nhiệt cục nóng đây không ạ? Tôi quay này không biết các bạn nhìn thấy không? Nhưng nó là motor quạt BLDC. Đó, tức là quạt DC đấy ạ. Thì đấy là những cái mà rất đặc biệt và đáng quan tâm đối với thương hiệu điều hòa Casper.